các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của buổi trưa ngày hôm nay. Những bản tin nổi bật, chúng ta có rất nhiều bản tin nổi bật về buổi trưa, sau đó chúng ta sẽ phát lại trong chương trình buổi chiều cùng những cái bản tin nổi bật tiếp theo. Ok rồi, bây giờ tôi không biết nói thêm gì quý vị, nhưng mà đó là bản án và đó là cái gì mà chúng ta gọi là công lý. Nhưng mà thật sự tôi cũng chẳng biết rằng là người dân đóng thuế phải chịu cái trách nhiệm cho cái tù chung thân. Thì tôi biết được rằng là hàng năm đó, nếu mà ở tù chung thân đó là phải tốn bèo lắm, cũng phải 20-30 ngàn. Thì 10 năm là 200-300 ngàn, thì tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Nhưng mà tóm lại thì we'll see what happened. Coi cái động thái tiếp theo của công tố viên như thế nào, và có thể có nhiều sự thay đổi trong tương lai. Ok quý vị, rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cập nhật những bản tin nổi bật nhé. Thôi cái nỗi buồn thì cũng đã qua, bây giờ chúng ta trở lại một cái bản tin nổi bật tiếp theo. Đó là ông Scott, Mr. Scott của chúng ta. Ông này là người trong cái giới tính thứ ba đó quý vị. Thì Mr. Scott này ngày hôm nay làm gì? Ngày hôm nay ông ta xuất hiện tại cái quận Buck. Tại cái quận Buck mà chửi thẳng vào cái đảng Dân Chủ, cái đám mà vẫn tiếp tục kiểm cái lá phiếu chống lại. Chống lại cái gì biết không? Chống lại cái lệnh của tòa án tối cao tại Pennsylvania để cướp đi cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa chúng ta tại tiểu bang Pennsylvania. Và đây là đoạn video ngắn của ông Scott tóc dài tại quận Bắc của Georgia. Good morning. Bucks County has been in the news a lot this year. Ông nói rằng là chào buổi sáng. Cái quận Buck County là cái quận rất nổi bật trên tin tức gần đây. Earlier, we flipped Bucks County from blue to red. Và lần đầu tiên trong cuộc kiểm phiếu thì chúng ta đã lật đổ cái thành trì của đảng Dân Chủ từ quận Buck County chuyển sang quận của đảng Cộng Hòa. Để tạm dịch thôi nha quý vị. Còn ai dịch chính đáng thì tự hiểu nha. And for the first time in modern history, there are more registered. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại. Republicans than Democrats here in this county. Chúng ta có ghi danh cử tri của đảng Cộng Hòa nhiều hơn ghi danh của đảng Dân Chủ tại cái quận này. Number two, voters were disenfranchised in this county, and in fact, I want to thank Chairman Michael Whatley of the RNC and co-chair Laura Trump for suing to make sure that we had 3 additional days of early in-person voting because voters waiting in line. Cái đoạn này thì ông nói rất rõ ràng về những cái câu chuyện của quận Bắc, khi mà thành viên của đảng Cộng Hòa chúng ta, đó là ông Whatley và bà Laura Trump, đã đâm cái đơn kiện lên tòa án và để bảo đảm cái quyền bầu cử tại cái quận này, khi cái quận này đã không tạo điều kiện cho cử tri mà máy móc trục trặc. Thì cái giai đoạn này ai cũng nhớ về điều này cả quý vị. Ai cũng nhớ về điều này cả. Thì về nguyên tắc đó, lúc đó thì ai cũng lo sợ là tiểu bang Pennsylvania. Lúc đó tôi còn trúng trấn ngang quý vị, tôi đừng lo. Năm nay có ông Whatley và Laura Trump, họ sẽ làm tất cả mọi thứ để đem đến sự minh bạch cho cuộc bầu cử. Mà chính xác luôn, họ đâm cái đơn kiện cuối cùng tòa án của quận bắt buộc phải cho cái quận này mở cửa tiếp tục 3 ngày để bầu cử sớm và bầu cử qua thư. To do in-person, on-demand, mail-in voting, we're told that they couldn't vote until 5 o'clock, that the line was cut off. So thank you to the Republican Party for suing Bucks County and fighting for election integrity. And now, here before us, it's on the world stage that we have a commissioner, quote, by Diane Marsiglia, precedent by a court
doesn't matter anymore in this country. People violate laws any time they want. Cái đoạn này rất là quan trọng nha quý vị. Bởi vì nguyên tắc đó, chúng ta mới thấy được rằng là cái hành động của bà lãnh đạo bầu cử của quận Bắc tại Pennsylvania đã công khai tuyên bố rằng là cái luật của tiểu bang, luật của liên bang, luật của tòa án không có ý nghĩa gì, là bởi vì nhiều người vi phạm luật anytime. Nhà hoạt động bảo thủ ông Scott tóc dài đã trở thành tiêu đề của quận Bắc ở Pennsylvania vào ngày hôm nay, là ngày thứ ba sau có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết trực tiếp chỉ trích ủy ban và ủy viên, và ông cố gắng cho rằng là cái quận này đó là đang tấn công vào kết quả bầu cử của thượng viện. Thì ông này cũng đưa ra một cái thông điệp, trong cái thông điệp đó là ông cảnh báo rằng là tôi sẽ bắt đầu đâm cái đơn kiện, sau đó vì tôi sẽ bắt đầu, mặc dù ngoài cái đơn kiện đó thì ông sẽ trở lại cho 2027 và sẽ lật đổ cái ghế này của quận. And if I, meaning Diane Marsiglia, violate this law, it's because I want a court to pay attention to it. Well, Commissioner, the court already ruled that undated and misdated mail-in ballots could not be counted. You knew that going into the meeting. And I want to congratulate the people of the Commonwealth of Pennsylvania. This speech I'm doing right now is going to be seen by millions across the country, the Commonwealth, and the world. And I have a message. Congratulations to President-elect Donald J. Trump, the 45th and 47th President of the United States of America. Congratulations to Senator-elect Dave McCormick, and we are not going to allow Democrats to steal this seat from us. Furthermore, rất rõ ràng về điều này luôn. Trong cái thông điệp của ông Scott đó, ông chúc mừng Tổng thống Trump và thượng nghị sĩ đắc cử McCormick. Và ông nói cái đoạn video này sẽ được xem hàng triệu người trên toàn nước Mỹ và toàn thế giới, để vạch mặt cái đám dân chủ của Trump bay thật sự mong muốn cái mục đích để cầu những cái lá phiếu mà tòa án tối cao của Pennsylvania không cho phép, để lật đổ, để ăn cắp cái ghế thượng viện của đảng Cộng hòa chúng ta. Congratulations, because we defeated Matt Cartwright, giving President Trump an additional seat in Congress. Congratulations to Congressman-elect Rob Bresnahan. Congratulations to Congressman-elect Ryan McKenzie, defeating Democrats Susan Wild in Allentown and Lehigh. And I have a message. Peacefully, we are coming for your seat in 2027. If you don't resign today, how about it? I am coming for your seat peacefully. And Harvey, Commissioner Harvey, this goes for you too. You are complicit. Mark Elias and his cronies must be disbarred from practicing law in Pennsylvania, any of his cronies, for the misconduct that they did. I want you to know that I am going to spend all of my time in Bucks County for the next 3 years making sure that we take back this county. Thank you to every single patriot that showed up today. Wow. Bài diễn văn chỉ có 3 phút, bởi vì có giới hạn 3 phút. Về nguyên tắc, đây là bài đe dọa trực tiếp. Đây mới thật sự là đe dọa trực tiếp. Đứng trước ủy viên, ông Scott tóc dài đưa ra tối hậu thư rõ ràng. Tôi có một thông điệp. Chúng tôi sẽ đến để giành cái ghế của các ông vào 2027 một cách hòa bình. Nếu không từ chức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đến và giành ghế của ông. Một ủy viên đã phản ứng mạnh mẽ thách thức đó và hãy nói rằng là cứ làm đi. Wow, cuộc chiến đã bắt đầu. Thì trong cái đoạn này đó, rất rõ ràng là ông Scott tóc dài, ông nói rằng là ông sẽ trụ sở tại quận Bắc này ở Pennsylvania thêm 3 năm tiếp theo để tiếp tục vận động tranh cử và tiếp tục ghi danh cho đảng Cộng hòa của chúng ta. Thì bài viết này nó nằm trong cái chương trình của The VLKT News, Substack tiếng Việt.
Thành ra quý vị nào rảnh quẩn thì vào đọc chơi cho vui. Và đó là bản tin nổi bật trong ngày. Thì tóm lại thì tòa án đã chính thức tuyên bố đó là những cái lá phiếu mà không có ngày hoặc những cái lá phiếu ghi ngày sai sẽ không được kiểm trong cuộc đua, và họ đã chính thức dừng kiểm phiếu tại Pennsylvania. Riêng ông Bob Casey vẫn chưa có tuyên bố là thua cuộc. Và tôi nghĩ thì có thể thôi, có thể thì họ đang chờ đợi cái gì đó, tôi không biết được. Nhưng mà tóm lại thì for sure cái đảng Cộng Hòa chúng ta sẽ có một ghế nữa trên cái thượng viện, và tổng cộng là 53 ghế. Ồ, dù gì đây? Một công dân tại Pennsylvania cũng trong cái buổi sáng ngày hôm nay đã chính thức đâm một cái đơn kiện khiếu nại hình sự chống lại ủy viên đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử của thượng viện. Wow! Thì tôi cũng chẳng biết thật sự cái đơn kiện này nó sẽ đẩy xa đến mức độ nào. Nhưng mà tôi nghĩ cái chính quyền của Tổng thống Trump, tôi nghe đồn 2024 họ sẽ làm việc rất vất vả về cái điều mà chúng ta gọi rằng là cử tri ID và những quy định bầu cử nghiêm ngặt trong tương lai. Cái này đó thì ngày hôm qua tôi nhận được cái tin tức mà tôi quên cập nhật cho quý vị. Tức là cái chính quyền tiếp theo của Tổng thống Trump là ông ta sẽ cố gắng thông qua những cái luật bởi Quốc hội và trên thượng viện để ban hành cái luật định là định danh cử tri toàn quốc. Cái luật cử tri ID và yêu cầu phải có thẻ căn cước để bỏ phiếu ở 50 tiểu bang và mọi cuộc bầu cử. Đây là bước đi rất quan trọng. Cái bước đi này để bảo đảm rằng là một cuộc bầu cử của nước Mỹ là minh bạch và những người đi bầu cử là những người là công dân của nước Mỹ. Chính quyền của Trump đang tìm cách ban hành luật định danh cử tri toàn quốc, yêu cầu phải có thẻ cử tri căn cước để bỏ phiếu cho tất cả 50 tiểu bang về cuộc bầu cử. Thì đó là cái bản báo cáo mới nhất. Thì từ từ thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái chính quyền của Trump cũng biết được cách đảng Dân Chủ nó kiểm phiếu như thế nào, và cách đảng Dân Chủ và bà Kamala Harris chiến thắng tại những cái tiểu bang mà không có cử tri ID, hay chúng ta gọi là định danh cử tri ID. Ok rồi. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của những bản tin cập nhật, những bản tin nổi bật trong ngày. Vụ gì đây? Có một bản tin vô cùng nổi bật. Một ngôi sao bóng đá, ngôi sao trúc cầu đang bị chúng chửi vì điệu nhảy của ông Trump. Trời đất ơi! Quý vị có biết mấy ngày hôm nay cái điệu nhảy của Tổng thống Trump là sensational? Tội nghiệp chưa? Ngôi sao bóng đá người Mỹ Christian phải đối mặt với sự chỉ trích vì quyết định thực hiện cái điệu nhảy của Tổng thống đắc cử Donald Trump để ăn mừng bàn thắng vào đêm ngày thứ hai trong trận đấu với Jamaica. Sau đó, Pulisic nói phóng viên rằng anh thấy điều đó thật buồn cười. Mình cho biết rằng những động tác nhảy đó không mang tính chất chính trị. Cái liên đoàn bóng đá của Hoa Kỳ là liên đoàn trúc cầu của Hoa Kỳ đó, không đề cập đến điệu nhảy của Pulisic nhưng đã cắt phần đó của cái clip mà khi đăng lại điểm số trên tài khoản mạng xã hội của mình. Tuy nhiên thì một số cái quan chức cao cấp của liên đoàn trúc cầu của Hoa Kỳ ẩn danh đã bày tỏ sự thất vọng đối với anh chàng này vào tối ngày thứ ba. Trời, bay bệnh quá. Bây giờ người ta ăn mừng, người ta nhảy cái điệu nhảy của ông Trump cũng không cho nữa. Thì thành ra bị trái cái chính trị hóa tại cái nước Mỹ này nó vẫn còn. Và nhớ rằng nước Mỹ chúng ta đăng cai 2026 giải trúc cầu World Cup của thế giới dưới thời của Tổng thống Trump nha. Thật sự không có ai ở đây ngạc nhiên cả, một nhân viên của cơ quan nói với hãng tin. Ít nhất thì tôi không cảm thấy như vậy, nhưng nói một cách nhẹ nhàng là vẫn đáng rất thất vọng. Các nhân viên khác nói rằng cái tổ chức này có nhiều cái vấn đề cấp bách hơn là phải lo lắng.
Trong khi đó, nhà báo Nicholas của tờ báo Forbes và cây bút của Reuters của The Atlantic cũng đã cảnh báo ngôi sao bóng đá này nên xem xét tác động của tác nhảy động nhảy à, tác động của tác của điệu nhảy. Lý do tại sao anh có thể phải hối hận về điều đó? Trời đất ơi. Rồi bây giờ người ta ăn mừng chiến thắng, người ta nhảy thương hiệu của ông Trump cũng bị chính trị nữa quý vị. Ok, cái ngôi sao này cho rằng cái điệu nhảy lấy cảm hứng từ Trump có thể dẫn đến những câu hỏi việc cầu thủ nào xứng đáng được có mặt trong đội tuyển của Hoa Kỳ khi xét đến lập trường của Tổng thống đắc cử về vấn đề nhập cư. Trong khi đó, ông Thiem và Younes đủ điều kiện để vào đội dựa trên cái quyền công dân bẩm sinh. Những người cho rằng điệu nhảy này có thể khiến cầu thủ Pulisic và các thành viên khác phải đặt câu hỏi về tư cách. Nhưng xét cho cùng, Pulisic và đồng đội người Mỹ của ông ta có lẽ muốn tập trung vào lối chơi bóng đá hơn của mình. Vào đêm thứ hai, đội trưởng của họ đã khiến điều đó trở nên khó khăn hơn. Tờ báo Reuters cho biết cầu thủ Pulisic nên học hỏi từ nhà lãnh đạo khác và căn nhắc những hành động của họ sẽ được đồng đội và những người khác nhìn nhận như thế nào. Trời đất ơi! Như vậy chứng tỏ ai là độc tài đó quý vị. Và tuyển thủ Christian này là ngôi sao số 10. Ngôi sao số 10 của đội trúc cầu nam của chúng ta. Ngay sau cuộc bầu cử tổng thống có hậu quả toàn cầu to lớn, ngay cả một động tác nhảy cũng phải được nghiên cứu kỹ lưỡng như một hiện thân cho giọng điệu của quốc gia ông ấy, ông viết. Ông ấy có thể không nhận ra cái quan điểm của Tổng thống Trump về vấn đề nhập cư có thể tác động đến đồng đội mang hai quốc tịch và gia đình của họ như thế nào. Bất kỳ thế nào, đây là một trường hợp mà điệu nhảy có thể truyền tải một ý nghĩa vượt xa một cử chỉ đơn giản. Với việc quốc gia của ông đồng tổ chức World Cup của 2026, việc đội trưởng những gương mặt của đội tuyển trúc cầu tỏ lòng tôn kính với ông Trump lại mang ý nghĩa ẩn dụ quá mức dù cố ý hay không. Tôi bị bệnh lắm rồi. Tôi bị sợ cái điệu nhảy của ông Trump. Ông Trump sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump sẽ làm cho cái môn trúc cầu của nước Mỹ vĩ đại trở lại. Không quan trọng nếu tuyển thủ Pulisic muốn trách nhiệm đó xem xét nhận thức. Nếu điều đó đi kèm với việc trở thành một nhà lãnh đạo thì ông ấy phải trích dẫn sự hào hứng để nắm bắt cái vai trò xứng đáng đến cái động thái khiêu vũ hôm thứ hai. Tóm lại là tụi nó bệnh lắm rồi. Tóm lại là tụi nó sợ. Mấy cái điều nhảy của ông Trump cũng sợ. Ok rồi. Tôi thiệt tình, tôi thật sự nói kia những cái bản tin này, tôi ngồi được kiếm những bản tin mới nhất cho quý vị, tôi choáng váng cả cuộc đời quý vị. Rất bệnh. Nhảy kiểu Obama thì được. Nhảy kiểu Michelle Obama thì được. Nhảy kiểu Kamala Harris thì được. Nhảy kiểu Joe Biden thì được. Ở Joe Biden có điều nhảy tôi không biết rồi nha. Nhảy kiểu ông Trump thì không được. Hay là nhảy kiểu Osaka Cọc Tê mới được. Ok rồi. Trở lại bản tin nổi bật của Hoa Kỳ tiếp theo. Và quẹo cà một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của tin tức chúng ta. Ok rồi. Trở lại bản tin nổi bật tiếp theo thì Tổng thống vừa đắc cử tuyên bố ông lựa chọn người đứng đầu của Bộ Tư pháp tạm quyền, đó là Whitaker. Whitaker này đó, trong quá khứ thì là một ứng cử viên hàng đầu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Lúc đó cái chương trình Fox News cũng đưa ra. Nhưng mà tôi không dám đoán gì cả. Nhưng mà tôi đoán đúng một điều là năm nay Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ hoàn toàn khác và chấn động. Đó là ông Matt Gaetz chính xác luôn. Tôi không đoán mắt gáy, nhưng mà trong đó một người chấn động, một người controversial. Thì cái tổng trưởng lý tạm quyền Whitaker này đó, thì bây giờ có nhiệm vụ mới cho Tổng thống Trump và cũng được Tổng thống Trump tuyệt vời bổ nhiệm vào cái vị trí là đại sứ của Hoa Kỳ tại tổ chức NATO. Cái chức này lớn lắm như quý vị. Cái đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley trong quá khứ, còn bây giờ là Elise Stefanik. Nhưng mà đại sứ của Hoa Kỳ để đại diện cho Mỹ trong khối NATO là một trong các chức vụ rất lớn. Tổng thống Trump viết, ông Mark là một chiến binh mạnh mẽ, là một người yêu nước trung thành, người sẽ bảo đảm cái lợi ích của Hoa Kỳ được thúc đẩy, được bảo vệ. Ông Mark sẽ củng cố mối quan hệ các đồng minh của NATO của chúng ta, kiên định trước mối đe dọa, hòa bình và ổn định,
ông sẽ đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Tôi cho hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Mark Whitaker trong việc đại diện cho Hoa Kỳ và sức mạnh, chính trực và sự tận tụy không lay chuyển. Tôi mong muốn được làm việc chặt chẽ với ông để chúng ta tiếp tục thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh, tự do và thịnh vượng trên toàn thế giới. Ông Matt cũng là một trong những cựu luật sư của Hoa Kỳ ở quận phía nam Iowa, tốt nghiệp trường đại học Iowa với bằng cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ về luật. Ông là nơi chơi bóng cầu bầu dục và được nhận huân chương danh dự Big Ten. Vị trí này sẽ là một vị trí quan trọng nhất trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump. Xét đến nỗ lực của Tổng thống đắc cử nhằm chia sẻ nhiều hơn gánh nặng từ đồng minh của NATO, đặc biệt là những nước không thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước là 2% chỉ số GDP cho quốc phòng. Tổng thống Trump đã thành công thúc đẩy đồng minh của NATO tăng chi tiêu quốc phòng trên nhiệm kỳ đầu tiên của mình, có thể sẽ thúc đẩy hơn nữa cái nhiệm kỳ thứ hai. Vị trí này cũng sẽ đóng vai trò then chốt khi Tổng thống Trump tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm tại Ukraine, cuộc chiến làm rung chuyển các đồng minh NATO đã khiến Hoa Kỳ thiệt hại hàng tỷ đô la. KVV bỏ 21. Bỏ 21 xin chào tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình. Trở lại chương trình của buổi trưa ngày hôm nay, chương trình của những bản tin nổi bật. Trước khi đi vào chương trình và mà chờ một số khán thính giả trở lại với chương trình của chúng ta đó. Để tôi check lại coi hy vọng âm thanh ánh sáng mà tiếp tục tuyệt vời. Xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại một cái bản tin chấn động đầu tiên. Bản tin tổng hợp đầu tiên. Trên cái trang mạng của The VLKT News. By the way, rồi chúng ta đi vào tin tức này trước đi quý vị. Cái vụ án của Riley Lakin chính thức đã được tuyên án. Thì rất là nhiều cái emotion của ngày hôm nay. Và Tổng thống Trump đã lấy lời chia buồn với gia đình của họ. Cái lời chia buồn mới nhất của Tổng thống Trump về cái chết của cô Lakin. Xin lỗi quý vị, từ đang tôi cập nhật lại cho vị chính xác. Cô Lakin Riley murderer. Có nhiều cái đoạn rất là emotions được xuất hiện trên cái trang mạng của xã hội và nhiều trang mạng khác nhau. Và họ đã chính thức tuyên án, thẩm phán chính thức tuyên án. Và đây là bản tin mới nhất. Tôi cũng chẳng biết thật sự cái nước Mỹ chúng ta cần bỏ tiền để nuôi tù chung thân hay không. Trở lại vụ án giết người ở Lakin Riley. Thẩm phán tuyên án kẻ giết sinh viên đại học của Georgia. Và chính thức gia đình họ đã gọi cái nhân vật này là quái vật. Thẩm phán tại tiểu bang Georgia vào sáng ngày hôm nay thứ tư đã đưa ra phán quyết và tuyên án Jose Ibarra, nghi phạm bị buộc tội giết chết sinh viên Lakin Riley của đại học Augusta tại khuôn viên trường đại học Georgia vào tháng 2. Thẩm phán của tòa án cao cấp quận đó là Ethan Patrick tuyên bố Ibarra phạm tổng cộng 10 tội danh, bao gồm tội giết người cố ý, 3 tội danh giết người nghiêm trọng, 1 tội danh bắt cóc, 1 tội danh tấn công nghiêm trọng.
với ý định hấp diêm. Một tội danh hành hung nghiêm trọng, một tội danh cản trở cuộc điện thoại 9/11, một tội danh phá hoại bằng chứng và một tội danh nhìn trộm. Ibarra không nhận tội với tất cả tội danh. Sau khi đó, thẩm phán Hartwood đã sau đó tuyên án Ibarra chung thân không ân xá. Khi gia đình của Riley đọc to cái tuyên bố về tác động của nạn nhân trước tòa án vào tháng 4, ở thứ tư tuần này, Ibarra không biểu lộ cảm xúc trong một phiên dịch viên nhắc lại cái bản án bằng tiếng Tây Ban Nha. Có nghĩa rằng là cái thằng này đó nó không có tạm ra hối lỗi và hối tội gì cả. Và tôi nghĩ cái gia đình của cô này nên đâm cái đơn kiện lên Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, kể cả gọi kiện luôn chính quyền của Biden. Bởi vì chính quyền của Biden với cái chính sách mở cửa cái biên giới đã là một cái chết tang thương cho gia đình của cô. Đây là bản thư của mẹ của cô. Nói chung là rất là emotion trong cái phiên tòa sáng ngày hôm nay. Và tôi thì ráng cố gắng để tường trình cho quý vị. Đây là cái đoạn trong cái phiên tòa. Để tôi trước khi cái đoạn cái phiên tòa thì tôi xin mạn phép cho quý vị xem cái đoạn mà khi cô nhận được cái tin tức là con gái của cô, một người chuẩn bị ra trường là sinh viên, đã nhận được cái tin của cảnh sát khi biết con gái của mình ra đi không bao giờ trở lại. Ok, trên màn ảnh của chúng ta đó là cái body cam. Cái body cam của gia đình của cô khi nhận được tin tức rằng con gái của cô không đi không bao giờ trở lại. Bởi một người di dân bất hợp pháp tội phạm đến từ Venezuela với chính sách mở cửa biên giới của chính quyền Biden. Rất là đau lòng quý vị. Thì trong cái diễn cảnh này, người nào trong cuộc mới biết được cái nỗi đau. Còn người ngoài cuộc thì tôi nghĩ giống như cái đám Đảng Dân Chủ và cái đám Song Hằng thì nó cũng trũng khe đâu. Bởi vì that's what they enter. Ok, đó là cái đoạn khi cô nhận được cái tin tức là con cô ra đi mãi mãi. Thì we'll see what happened. Và tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị một bức thư của cô, của người mẹ này đọc trong cái phiên tòa ngày hôm nay. Thưa ngài, ngày 22 tháng 2 của 2024, gia đình và bạn bè của chúng tôi đã bị tuyên án chung thân mà không có cơ hội ân xá. Jose Barbara không hề thương hại đứa con sợ hãi hoảng loạn và vật lộn của tôi. Mẹ của cô Rayleigh, Allison Phillips, cho biết trong một tuyên bố về tác động của nạn nhân vào tháng 4, thứ tư tuần này. Bà nói rằng là nỗi đau, sự đau khổ và mất mát của chúng tôi trải qua sẽ tiếp tục phải chịu đựng. Trong ngày kinh hoàng đó là vô tận. Con gái quý giá của tôi đã bị tấn công, đánh đập, không thương xót. Cô bé đã chiến đấu vì mạng sống và phẩm giá của mình để cứu mình khỏi bị hãm hiếp bởi một cách dã man. Kẻ hèn nhát bệnh hoạn độc ác này không hề quan tâm đến lây kinh hay là mạng sống của con người. Bà Philip mô tả con gái mình là một người thông minh, chăm chỉ, tốt bụng, chu đáo. Quan trọng nhất là một đứa con của Thiên Chúa. Philip cho biết cô bé có mối quan hệ với cá nhân với Thiên Chúa, thích trở thành đôi tay, đôi chân của người trên cái thế giới này. Thì trình ra rằng là cái cô này mới đi học y tá để phục vụ trong cái ngành y tế đó quý vị. Bà Philip cho biết bà đã chia sẻ tình yêu của mình dành cho Chúa với những người khác thông qua cái chuyến đi truyền giáo, làm việc
với người già tại viện dưỡng lão trong suốt sự nghiệp điều dưỡng của mình. Lakin là một người bạn, người chị, người cháu gái, người con gái, người cháu tuyệt vời. Bất kỳ ai biết đến đều có trái tim nhân hậu. Cuộc sống của Lakin không phải là cuộc sống duy nhất cướp đi vào ngày Jose Ibarra tấn công của Lakin. Cuộc sống của gia đình và bạn bè cũng bị cướp đi. Không ai trong chúng ta có thể trở lại như cũ. John Phillips, người cha dượng của cô đã đọc một cuốn nhật ký cuối cùng của Lakin vào tháng 12 của 2023. Gửi cho người chồng tương lai của em. Em muốn anh biết em nghĩ, đang nghĩ gì về anh và cố gắng trở thành một người vợ tốt nhất có thể. Tập trung vào Chúa và những ngày định nghĩa của một người vợ cơ đốc trung thành, để em có thể thể hiện tốt những phẩm chất đó. Có nghĩa rằng là cái nhật ký này đó là cô Lakin đã chuẩn bị xây dựng một cái gia đình rất là tuyệt vời. Thì tôi cũng chẳng biết lý do tại sao vì thấy cái chính sách mở cửa biên giới của Biden và Kamala Harris thật sự đã giết chết biết bao nhiêu cái giấc mơ của nhiều người tại cái nước Mỹ này. Ở trường hợp này không riêng gì một người đó quý vị, mà nhiều người khác nhau. Nên thành ra rằng là tôi không biết rằng là trong tương lai họ có đâm cái đơn kiện hay không, nhưng mà thật sự cái chính quyền của Biden đã hoàn toàn tắc trách, và đây là hình ảnh của cô Lakin. Ok, chị gái của cô Riley Lauren gọi Barbara là một quái vật, tức là cái thằng đến từ Venezuela đó quý vị. Tôi hoàn toàn ghê tởm khi mới nhìn và ở trong cái phòng xử án này với hắn ta. Kẻ săn mồi đó vô cùng nhân đạo. Vô nhân đạo là hiện thân của cái ác. Tôi không nghi ngờ gì rằng con quái vật này đang ngồi đây trong căn phòng này với chúng ta hôm nay chính là con quái vật đã chạm trán với người chị gái quý giá của tôi vào ngày 22 tháng 2 của 2024. Nơi hắn ta tấn công, giết người, cố gắng cưỡng hiếp cô ấy. Jose Antonio Ibarra đã hoàn toàn hủy hoại cuộc đời của tôi. Tôi chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện hắn sẽ nhận được một bản án hủy hoại cuộc đời của mình. Trong khi đó, Lily Stenner, một người bạn cùng trường đại học với cô Riley, khai với tòa án rằng mỗi lần tôi muốn đi đâu đó, tôi phải lái xe ngang qua căn hộ cung cấp, và khi ta anh ta người phạm tội đã cướp đi một người thân thiện của chúng tôi. Trong khi đó thì cái thằng này nó vẫn tiếp tục, nó cũng chẳng khe luôn quý vị. Nói chung lại thì tôi thấy cái vụ án này đó là một vụ án nói lên cái sự trắc trách của chính quyền Biden là chính, và tù này là tù chung thân. Tù chung thân chứ không phải rằng là tù tử hình. Trong quá khứ chúng ta có nói một câu là giết người phải đền mạng. Nhưng mà dưới thời của Biden thì có vẻ như mạng sống của con người là hoàn toàn rất là nhỏ nhặt. Ok, cái bài viết này trên trang mạng của chương trình Fox News cũng rất là dài. Nhưng mà thật sự tôi muốn trình bày cho quý vị chi tiết cụ thể nhất ngày hôm nay. Tức là vụ án này đã kết thúc. Và cái người gây án đó quý vị đã chính thức bị tuyên bố tù chung thân. Thì tôi cũng không biết rằng là như thế nào. Nhưng mà thật sự đó, công tố viên của quận tại tiểu bang Georgia này là một thành viên của George Soros. Thành ra là công tố viên này chỉ kêu gọi cái án chung thân chứ không kêu gọi cái án tử hình. Công tố viên Gonzalez tại tiểu bang Georgia cho biết là bà sẽ không tìm kiếm án tử hình đối với kẻ giết chết Lakin Riley vì bà lo ngại hậu quả kèm theo với những bị cáo không có giấy tờ, là những di dân bất hợp pháp.
Thì qua cái sự kiện này chúng ta mới thấy là cái đảng Dân Chủ trong bản chất tại cái phiên tòa này và công tố viên trong tại phiên tòa này đó, thì họ cũng đang bảo vệ cho những di dân bất hợp pháp khác và những tội phạm đang tràn lan tại nước Mỹ của chúng ta. Ok, cô Laken Riley là một trong sự điển hình nhất. Và đương nhiên ngoài kia, những con người như vậy nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy lo lắng khi mà con cái của quý vị, con em của quý vị hoàn toàn không an toàn dưới thời của chính quyền Biden. Quá vô tâm. Bây giờ tôi cũng chẳng biết trình bày cái bản tin này như thế nào cho quý vị. Nhưng mà thật sự về nguyên tắc, cái bản án này hoàn toàn tôi cũng chẳng biết rằng là như thế nào. Nhưng mà thật sự tôi thấy rất tệ. Rất rất tệ. Tổng thống Trump đã chính thức lên tiếng về điều này. Và đây là cái thông điệp mới nhất của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump kêu gọi công lý cho Laken Riley, một kẻ bất hợp pháp đã giết chết Riley yêu dấu của chúng ta, vừa bị kết tội về mọi tội danh cho những tội ác khủng khiếp của hắn. Mặc dù nỗi đau, sự đau lòng sẽ kéo dài mãi mãi, hy vọng điều này có thể giúp mang lại sự bình yên và khép lại cho gia đình tuyệt vời của cô ấy, những người đã đấu tranh cho công lý để bảo đảm rằng những gia đình khác không phải trải qua những gì họ trải qua. Chúng tôi yêu bạn Laken. Trái tim của chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên bạn. Đã đến lúc bảo vệ cái biên giới của chúng ta, loại bỏ những tên tội phạm và những côn đồ này khỏi đất nước của chúng ta, để không có điều gì tương tự như thế sẽ xảy ra. Như vậy cái bản án này về nguyên tắc đối với chúng ta, thật sự nó chưa có là công lý. Nó có thể công lý cho cô Laken Riley, nhưng mà công lý của túi tiền chúng ta thì ở đâu? Khi người dân của tiểu bang Georgia